Chào các bạn, chúng ta đang đi dạo trên trục đường chính của đảo Cát Bà ở phía giáp mặt biển. Thị trấn Cát Bà nằm ở đông nam của đảo Cát Bà, trông ra vịnh Đan Hạ và có ranh giới trên bộ và trên biển ở phía tây với xã Chân Châu và ranh giới trên biển ở phía bắc với xã Việt Hải. Thị trấn Cát Bà hiện nay được hình thành vào ngày 23 tháng 4 năm 1988. Trên cơ sở thị trấn Cát Bà cũ và có một phần lãnh thổ của xã Chân Châu. Thị trấn có diện tích 59,2 km vuông và dân số là khoảng 8.392 người, mật độ dân cư khoảng 141 người trên 1 km vuông. Thị trấn được chia thành 20 tổ dân phố. Cát Bà là tên hòn đảo chính rộng khoảng 100 km vuông, cách Hải Phòng khoảng 30 hải lý, nằm ở phía nam vịnh Hạ Long. Đến đây du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành và hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp. Địa hình đa dạng, chủ yếu là dãy núi đá vôi với nhiều hang động kỳ thú và xen kẽ là những bãi cát trắng phao mịn màng nơi du khách tắm biển. Các ngọn núi đá vôi có độ cao trung bình khoảng 150 m, cao nhất là đỉnh Cao Vọng cao 322 m so với mặt nước biển. Khí hậu trên đảo Cát Bà rất mát mẻ, trong lành, thích hợp cho du lịch nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Mời các bạn cùng tôi đi xuống và cảm nhận bãi biển Cát Cò 1 như thế nào nhé. Đến với các bà, chúng ta không thể không đến với những bãi tắm cát cò. Từ lâu khi nhắc đến bãi tắm cát cò là người ta không quên đây là một trong những bãi tắm đẹp nhất của đảo Cát Bà. Cát Bà nhận được sự yêu ái của thiên nhiên bởi có rất nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là bãi biển hoang sơ và quyến rũ, hệt như một bức tranh đẹp mà người họa sĩ đã kỳ công vẽ lên. Tôi rất thích biển ở Cát Bà và nhất là những bãi biển cát cò. Bãi tắm cát cò là một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam. Khác với những bãi biển khác, ở đây có những đợt sóng xô thật nhỏ chứ không hề mãnh liệt ồn ào. Nước biển ở đây tưởng như có ai đó vô tình đánh đổ lọ mực xanh xuống. Biển xanh và sạch hơn rất nhiều, nước không hề bị ô nhiễm. Bãi tắm thoai thoải làm cho khách du lịch thêm hào hứng hơn. Những dải cát dài mịn như nhung, chẳng còn gì tuyệt vời hơn là được bước chân trên dải cát và ngắm nhìn biển xanh. Đến gần hơn biển, tôi có cảm giác một hương vị mát lành trong trẻo, một cảm giác thư thái, dễ chịu, ùa đến mà không một nơi nào có thể đem cho ta ngoài biển. Lại gần hơn chút nữa, tôi mới nhìn kỹ màu nước biển trong xanh mát lành đến kỳ diệu. Màu xanh ấy trải dài mênh mông đến vô tận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quen TV. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy ấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới bên phải màn hình để luôn nhận được những video mới nhất từ Quen TV. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.